Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách claim AirDrop nhận được 150 triệu đồng token Dogecoin Inupin. Một số thông tin về đồng token này: số token phát hành là 200 tỷ, đã có 1.697 tài khoản holder, đã phát sinh 3.796 lượt giao dịch. Rồi, ok, thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website claimairdrop.net, link truy cập website được mình để phía dưới mô tả video nhé. Sau khi đã vào được website thì các bạn làm cho hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chắc con chắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy con chắc ngay ở đây nhé. Sau đó các bạn quay sang ví MetaMask hoặc ví chủ address của các bạn. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình. Đó nhé, tiếp theo và nhấn thêm token. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website claimairdrop.net. Truy cập vào bước 2, cái link giúp gọi đây, để nhận token nhé. Rồi, nơi có cái lobby ví, các bạn nhấn tiếp theo và nhấn kết nối. Chương trình AirDrop sẽ kết thúc vào 37 ngày nữa nha. Rồi, các bạn click xuống phần bên dưới này. Ở đây thì các bạn có thể bỏ số vốn nhỏ là 0.03 BLB ra mua cái đồng token này hold và tích trữ lâu dài nha. Rồi, các bạn claim thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình. Yêu cầu AirDrop đây. Rồi. Ký ra là 0.000661 BLB, các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Rồi, giao dịch đang được xử lý. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website claimairdrop.net nhé, để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng tất cả mới nhất trên mạng mạng Binance Blockchain. Ngoài ra trên đây có một số hướng dẫn về đào coin miễn phí, các bạn có phải vào đây để xem nhé. Nếu bạn chưa có tài khoản sau giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời. Ngoài ra trên đây còn nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Rồi, trên đây có một số video bạn có thể xem qua để cách hướng dẫn đăng ký trên điện thoại và trên máy tính nhé, các sàn giao dịch. Rồi, mình đã hướng dẫn các bạn cách nhận được 150 triệu đồng token DAQ. Các bạn có thể ủng hộ kênh một cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.